Nhân tiện là có các chuyên gia ở đây và những người có tính thẩm mỹ rất là cao thì em có một câu hỏi mang tính cá nhân thôi. Em đang có một sự đắn đo. Ngôi nhà em đang ở thì nó mang cái phong cách là nó hơi cổ điển. Nhưng mà bản thân em lại đang rất thích một cái bức tranh nó có tính đương đại hơn. Thì đó là cái sự tranh cãi giữa em và chồng em. Bản thân em nghĩ là nếu mà bỏ cái bức tranh này ở chỗ khác thì em cảm thấy rất là tiếc. Còn chồng em nói thì với cái không gian này đặt bức tranh này ở đây thấy nó là khỏe quá. Thì theo quan điểm của hai anh chị, theo cái mắt nhìn của hai anh chị thì nó có hợp lý không giữa kiến trúc cổ điển và những cái món đồ mang tính chất hiện đại và đương đại? Chị nghĩ như thế này, chị chưa biết cái không gian sống cụ thể của Lan Khuê như thế nào và cái bức tranh của em nó ra làm sao, nhưng chị có một cái suy nghĩ như thế này, đấy là trong cái cuộc sống của chúng ta hiện nay ấy, thì nó luôn luôn có cái sự pha trộn giữa hiện đại và tính truyền thống. Bản thân như chúng ta đang hướng đến một cái cuộc sống hiện đại, một cái cuộc sống tiện nghi, nhưng chúng ta vẫn mong muốn lưu giữ những giá trị tinh thần và những cái giá trị gọi là truyền thống của chúng ta từ xưa đến nay. Vì vậy nên quan trọng rằng là trong một cái bối cảnh phù hợp, và quan trọng rằng là chúng ta cảm thấy rằng như anh Công Trí có chia sẻ là một món ăn có vị chua hoàn toàn có thể kết hợp cùng với một món ăn có vị ngọt trong một cái bữa ăn để làm nên một cái bữa ăn hoàn chỉnh với đa dạng các khẩu vị khác nhau, thì chị nghĩ rằng là tại sao không? その家に何を求めるかだと思うんですよね。で、やっぱりその家に居心地がいい、リラックスができるって考えた時には、やっぱり家に統一感があった方がいいと僕は思ってるんですよね。で、絵に合った家を準備するのか、絵を家に合わせるのかっていうところだと思うんですけど、結局なんですかね、我々、また日本のジャパニーズスタイルの和室にモナリザの絵を飾ったら、ちょっと違和感がありますよね。やっぱ日本のジャパニーズスタイルには掛け軸って言って、竹だったりとか、あとは鶴だったりとかって、そういうものが非常に合ってくる。だ、結局何を合わせるかだと思うんですけど、で、まあ弊社の商品っていうのは、そのいろんなたくさんのブランドを準備してるんですね。先ほど言ったイナックスだったり、アメリカンスタンダード、グローエだったり。で、このイナックスってのはもちろん日本スタイル。で、グローエってのはヨーロッパスタイル。で、アメリカンスタンダードっていうのはアメリカンスタイルなんですね。で、要は我々は、そのお客さんの要望に合わせて、もしくはこの絵が欲しいなと思った時に、その絵に合わせたような商品が提案できるっていうのは弊社の強みになってます。だからごめんなさい。大事なことっていうのは、居心地のいい空間を作るってことが大事だと思うんですよね。だから絵も一つのアイテムで、その絵の一つのアイテムに対して、例えばテーブルもそうだし、キッチンもそうだし、やはりそのリラックスする空間を作るってことが僕は大事だと。Vậy là anh Công Trí, nãy giờ chúng ta đã nghe hai vị chuyên gia trả lời rồi. Bây giờ em đang chờ được được nghe anh Công Trí trả lời đây. Nghe hai vị chuyên gia trả lời nghiêm túc, anh cũng hơi hơi hoảng chút xíu không? Anh chưa đến nhà của Khuê, nhưng mà anh nghĩ anh có thể hỏi Khuê, ví dụ bức tranh đó, bức tranh hiện đại đó là Khuê muốn nhiều người được chiêm ngưỡng hay là chỉ Khuê và ông xã mình thôi? Em muốn làm sao mà ít nhất em có thể treo được nó lên À, treo được trên tường đúng tường. không? Thì nó sẽ có hai trường hợp. Nếu mà Khuê và ông xã, trường hợp một, Khuê và ông xã thì cứ treo đúng trong phòng của hai người, và cái lúc đó là cái tình yêu của ông xã là quyết định Khuê được treo hay không. Cho nên đó là Khuê thắng thế rồi đúng không? Còn nếu mà treo ở một cái phòng khách hoặc là một cái nơi mà công cộng nhiều người có thể chiêm ngưỡng, thì anh nghĩ là trước khi bước vào cái căn phòng đó, có thể nó sẽ có một cái vật gì đó nó thuộc phong cách hiện đại để nó làm cái đường dẫn. Nghĩa là cho người ta biết rằng có thể là một cái lối đi nó khá cổ điển, nó có một cái tượng nhỏ hay một cái gì đấy nó hiện đại để cho người ta thấy một cái sự tương phản, để dẫn dắt cho người ta quen dần dần. Và khi đến cái căn phòng chính mình muốn người ta xem bức tranh hiện đại đó thì người ta sẽ hiểu, à, té ra là cái chủ nhân này có ý đồ là đang đang xem các phong cách với nhau. Vậy mà coi như hôm nay là mượn việc công mà giải quyết được việc tư luôn, chứ là gặp các viện chuyên gia mà có thể giải quyết được cái chuyện cá nhân trong gia đình. Em rất cảm ơn tất cả các anh chị đã đến với chương trình ngày hôm nay.